Mặt trời tỏa sáng rực rỡ. Trên bầu trời, một nguồn năng lượng khổng lồ, mãnh liệt và bất tận. Mỗi tia sáng mà chúng ta nhìn thấy, mỗi chút hơi ấm cảm nhận trên da đều là kết quả của các quá trình bí ẩn diễn ra trong lõi mặt trời, một lò phản ứng hạt nhân khổng lồ nằm cách trái đất khoảng 150 triệu km. Ngoài ánh sáng và nhiệt lượng, mặt trời còn gửi đến chúng ta hàng loạt các hạt hạ nguyên tử vô cùng nhỏ bé, mà mỗi hạt đều đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành nên thế giới chúng ta đang sống. Một trong những hạt quan trọng nhất là photon, nguồn ánh sáng mà chúng ta thấy và cảm nhận mỗi ngày. Photon bắt đầu hành trình dài từ lõi mặt trời, đi qua các tầng plasma dày đặc để đến bề mặt, rồi từ đó lan tỏa đến trái đất, mang theo năng lượng và sự sống. Bên cạnh đó, còn có proton và electron, những hạt mang năng lượng cao phóng ra từ các vụ nổ hoặc gió mặt trời, góp phần tạo nên các hiện tượng kỳ thú như cực quang trên trái đất. Nhưng, giữa dòng chảy năng lượng đó, có một loại hạt bí ẩn gần như vô hình, khó nắm bắt hơn cả, hạt neutrino. Những hạt neutrino này đôi khi được gọi là hạt ma, nhẹ đến mức có thể xuyên qua mọi thứ, kể cả trái đất và cơ thể chúng ta, hàng tỷ lần mỗi giây mà chúng ta không hề hay biết. Không giống photon hay proton, neutrino gần như không tương tác với vật chất, trở thành những sự giả mang theo thông tin từ các quá trình sâu thẳm bên trong mặt trời. Tôi là Kitten, và bạn đang xem tại Kitten Explorer. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng bước vào hành trình khám phá những điều kỳ diệu về neutrino và anti-neutrino, hạt đối nghịch neutrino. Chúng ta sẽ tìm hiểu về các hạt bí ẩn từ mặt trời, về cách chúng hình thành và vì sao chúng quan trọng trong nghiên cứu khoa học. Những hạt này thực chất là gì? Chúng đến từ đâu và vì sao chúng lại có khả năng di chuyển kỳ lạ đến vậy? Bên trong lõi mặt trời, nơi nhiệt độ có thể lên tới 15 triệu độ C, các nguyên tử hydro liên tục va chạm và kết hợp với nhau để tạo thành helium trong một quá trình gọi là phản ứng nhiệt hạch. Đây là quá trình giúp mặt trời tạo ra một lượng năng lượng khổng lồ, chính là nguồn ánh sáng và nhiệt mà chúng ta cảm nhận được trên trái đất. Tuy nhiên, ngoài ánh sáng, trong các phản ứng nhiệt hạch này còn sinh ra một loại hạt đặc biệt, rất khó phát hiện, đó chính là hạt neutrino, hay còn được gọi với cái tên bí ẩn khác, hạt ma. Neutrino là những hạt vô cùng nhỏ bé và hầu như không có khối lượng, đến mức chúng có thể xuyên qua mọi thứ trên đường đi của chúng mà không để lại bất kỳ dấu vết nào. Mỗi giây trôi qua, hàng nghìn tỷ neutrino từ mặt trời xuyên qua cơ thể chúng ta mà chúng ta không hề hay biết. Vì chúng hầu như không tương tác với bất kỳ vật chất nào, neutrino di chuyển xuyên suốt không gian và thời gian mà không bị cản trở bởi các ngôi sao, hành tinh hay thậm chí cả thiên hà. Khi neutrino được phát hiện lần đầu tiên, các nhà khoa học không khỏi kinh ngạc trước những đặc tính độc đáo của chúng. Khả năng của neutrino di chuyển mà không bị ngăn cản giúp chúng mang theo thông tin từ các sự kiện sâu trong lòng mặt trời mà không một loại hạt nào khác có thể làm được. Mỗi neutrino từ mặt trời là một thông điệp vĩ mô, chứa đựng những chi tiết về các phản ứng nhiệt hạch diễn ra trong lõi mặt trời, những bí mật về cách năng lượng sinh ra và lan tỏa khắp vũ trụ. Ánh sáng mà chúng ta thấy từ mặt trời, tức photon, là thứ giúp chúng ta cảm nhận được nhiệt và ánh sáng. Photon chính là các hạt ánh sáng và là thứ mà chúng ta thường nghĩ tới mỗi khi nhắc đến mặt trời. Tuy nhiên, cùng sinh ra từ mặt trời, photon và neutrino lại có sự khác biệt rất lớn về cách chúng di chuyển và tương tác với vật chất. Photon, khi sinh ra từ lõi mặt trời, không dễ dàng thoát ra ngoài. Trong hành trình tự lõi đến bề mặt mặt trời, photon liên tục va chạm với các hạt vật chất khác, khiến nó bị trì hoãn và mất đi phần lớn năng lượng ban đầu. Quá trình này kéo dài hàng trăm ngàn năm. Đó là lý do chúng ta không thể nhìn thấy được bên trong của mặt trời chỉ dựa trên ánh sáng của nó. Thực tế, ánh sáng mà chúng ta thấy hôm nay từ mặt trời có thể đã được sinh ra hàng trăm ngàn năm trước và chỉ bây giờ mới đến được với chúng ta. Trái lại, neutrino không chịu sự cản trở đó. Ngay khi sinh ra, neutrino rời khỏi lõi mặt trời với tốc độ gần bằng tốc độ ánh sáng và vượt qua mọi lớp vật chất dày đặc bên trong ngôi sao. Nhờ khả năng này, neutrino có thể đưa chúng ta tới gần hơn với những bí mật bên trong mặt trời, cho chúng ta cái nhìn trực tiếp vào những phản ứng nhiệt hạch đang diễn ra mà không cần phải chờ hàng trăm ngàn năm như photon. Điều thú vị là các nhà khoa học đã phải xây dựng các thiết bị đặc biệt để có thể nhìn thấy neutrino bởi vì khả năng tương tác rất thấp của chúng với vật chất. Một trong những công trình nổi tiếng là kính thiên văn Neutrino Ice Cube ở Nam Cực. Nằm sâu dưới lớp băng, Ice Cube có thể phát hiện những chớp sáng nhỏ tạo ra khi neutrino vô tình va chạm với một phân tử băng. Mỗi một chớp sáng là một dấu hiệu của một neutrino, là dấu vết duy nhất của một hạt vô hình từ vũ trụ. Neutrino là chìa khóa mở ra những câu hỏi lớn trong khoa học vũ trụ. Hiểu về chúng không chỉ giúp chúng ta biết được cách mà các ngôi sao hoạt động, mà còn giúp chúng ta hiểu về những hiện tượng cực đoan như siêu tân tinh và sự hình thành của các lô đen.
việc phát hiện neutrino từ các vụ nổ siêu tân tình, chẳng hạn như siêu tân tình 1987A, đã mở ra một kỷ nguyên mới trong nghiên cứu vật lý thiên văn, giúp các nhà khoa học có cái nhìn rõ ràng hơn về những quá trình phức tạp và mạnh mẽ này. Nghiên cứu neutrino còn đóng góp vào việc hiểu rõ hơn về nguồn gốc của vũ trụ. Khi các nhà khoa học tìm hiểu về neutrino, họ đang tìm hiểu về sự tồn tại của các hạt đầu tiên xuất hiện ngay sau vụ nổ lớn, Big Bang. Những hạt neutrino sơ khai này là những bằng chứng về những gì đã xảy ra ngay trong khoảnh khắc đầu tiên của vũ trụ, mang trong mình những dấu ấn của thời khắc khởi nguyên. Việc nghiên cứu chúng giống như việc đọc những dòng sử thi cổ xưa, giúp chúng ta tái hiện lại những khoảnh khắc quan trọng trong quá trình hình thành của mọi thứ xung quanh. Ở phần trước, chúng ta đã khám phá một trong những bí ẩn sâu thẳm của vũ trụ, hạt neutrino. Những hạt ma này xuyên suốt qua mọi vật chất mà không để lại dấu vết và mang theo những bí mật từ bên trong các ngôi sao. Nhưng câu chuyện về neutrino sẽ chưa hoàn chỉnh nếu chúng ta không nhắc đến người anh em song sinh của chúng. Antineutrino, hay còn hiểu là hạt đối nghịch của neutrino. Vậy antineutrino là gì? Và chúng có mối liên hệ nào với neutrino mà chúng ta vừa khám phá? Theo lý thuyết vật lý hiện đại, mỗi hạt vật chất đều có một hạt đối nghịch của nó, gọi là anti-hạt vật chất. Nếu neutrino là một hạt gần như không có khối lượng, thường mang năng lượng thoát ra từ các phản ứng hạt nhân trong các ngôi sao, thì antineutrino chính là đối cực của nó, thuộc về loại hạt đại diện cho sự đối nghịch vật chất. Khái niệm về anti-hạt vật chất bắt nguồn từ nguyên lý đối xứng trong tự nhiên, đặc biệt là đối xứng CPT, Charge Parity Time. Theo đó, mỗi hạt có một bản sao đối nghịch. Anti-hạt neutrino là một phần trong sự đối xứng này, là bản sao có tính chất đối nghịch của neutrino. Anti-neutrino giống như neutrino ở nhiều điểm. Chúng cũng có khối lượng rất nhỏ và rất khó để phát hiện. Tuy nhiên, sự khác biệt chính nằm ở các tính chất khác, như hướng spin, tính trần lệ của chúng, và cách chúng tham gia vào các phản ứng hạt nhân thông qua tương tác yếu. Dù không mang điện tích, anti-neutrino vẫn đóng vai trò quan trọng trong các phản ứng hạt nhân và các nghiên cứu về vật lý năng lượng cao. Antineutrino không xuất hiện một cách phổ biến như neutrino, mà chúng thường sinh ra từ những hiện tượng vật lý cực đoan. Ví dụ, khi một ngôi sao lớn kết thúc cuộc đời trong một vụ nổ siêu tân tình, antineutrino được phóng ra cùng với neutrino, mang theo dấu hiệu của sự kiện đó. Những vụ nổ như thế này tạo ra một lượng năng lượng khổng lồ, đủ để phá vỡ các nguyên tử và sinh ra các phần hạt vật chất, trong đó có antineutrino. Ngoài siêu tân tình, antineutrino còn xuất hiện từ những phản ứng phân rã hạt. Khi một hạt cơ bản phân rã, chúng có thể tạo ra một hoặc nhiều antineutrino như một phần của quá trình. Trong các phòng thí nghiệm trên trái đất, các nhà khoa học cũng có thể tạo ra antineutrino trong các lò phản ứng hạt nhân, nơi các hạt nhân phân rã và sinh ra antineutrino cùng với các hạt khác. Antineutrino từ các vụ nổ siêu tân tình và các phản ứng phân rã đóng vai trò như những mảnh ghép giúp giải mã các hiện tượng phức tạp trong vũ trụ. Nhờ vào chúng, các nhà khoa học có thể khám phá những gì xảy ra trong các vụ nổ vũ trụ hoặc thậm chí tìm hiểu về sự hình thành các lỗ đen. Các nhà khoa học đang nghiên cứu antineutrino để tìm hiểu về những câu hỏi lớn của vũ trụ học. Ví dụ như, tại sao vật chất lại chiếm ưu thế hơn phản vật chất trong vũ trụ? Bởi nếu vũ trụ được sinh ra với một lượng vật chất và phản vật chất cân bằng, thì tất cả chúng lẽ ra đã hủy diệt lẫn nhau ngay từ những giây đầu tiên của vụ nổ lớn. Thế nhưng, thực tế là vũ trụ vẫn tồn tại và chứa đầy vật chất. Một bí ẩn mà antineutrino có thể giúp giải đáp. Một ví dụ nổi bật là các thí nghiệm về antineutrino trong lò phản ứng hạt nhân trên trái đất. Những lò phản ứng này sản sinh một lượng lớn antineutrino từ các phản ứng phân rã hạt nhân. Thông qua các thí nghiệm này, các nhà khoa học có thể kiểm tra các lý thuyết về vật lý hạt và cũng có thể tìm ra những dấu hiệu cho thấy có một sự bất đối xứng nhỏ trong sự phân rã giữa vật chất và phản vật chất. Sự bất đối xứng nhỏ bé này có thể chính là lý do vì sao vật chất lại chiếm ưu thế trong vũ trụ hiện tại. Vào năm 1930, nhà vật lý Wolfgang Pauli đã đề xuất sự tồn tại của neutrino để giải thích hiện tượng mất mát năng lượng trong các phản ứng phân rã beta, dù lúc đó chưa có công nghệ nào có thể phát hiện ra hạt này. Pauli gọi đây là hạt nhỏ, neutrino, vì nó không có điện tích và tương tác yếu ớt với vật chất. Bước đột phá đầu tiên diễn ra vào năm 1956. Khi hai nhà vật lý người Mỹ Clyde Cowan và Frederick Reines xác nhận sự tồn tại của antineutrino electron, electron antineutrino. Trong thí nghiệm này, họ đã sử dụng lò phản ứng hạt nhân ở Savannah River, South Carolina. Họ đặt một bể nước chứa cadmium chloride để phát hiện tín hiệu tạo ra khi antineutrino tương tác với proton trong nước, tạo ra positron và neutron. Tín hiệu đặc trưng từ các phản ứng này giúp xác định sự tồn tại của antineutrino và mở ra một kỷ nguyên mới trong vật lý hạt nhân. Neutrino từ các nguồn thiên văn như mặt trời,
được phát hiện muộn hơn. Những năm 1960, với sự phát triển của công nghệ, các nhà khoa học đã quan sát được neutrino từ các nguồn thiên văn và phản ứng nhiệt hạch trong mặt trời, giúp kiểm chứng mô hình lý thuyết về cách năng lượng được sinh ra trong lõi của các ngôi sao. Đặc tính gần như không tương tác với vật chất khiến việc nghiên cứu neutrino trở thành một thách thức lớn. Nhờ các dự án thí nghiệm quy mô như kính thiên văn neutrino Ice Cube tại Nam Cực, các nhà khoa học ngày nay đã có thể theo dõi neutrino trên quy mô lớn. Ice Cube sử dụng mạng lưới cảm biến quang học chôn sâu trong lớp băng dày để ghi nhận ánh sáng Cherenkov, loại ánh sáng đặc trưng màu xanh phát ra khi neutrino tương tác hiếm hoi với nguyên tử trong băng, tạo ra các hạt tích điện di chuyển nhanh hơn tốc độ ánh sáng trong băng. Từ các tín hiệu này, Ice Cube không chỉ phát hiện neutrino từ mặt trời, mà còn xác định nguồn gốc của các neutrino từ những hiện tượng vũ trụ dữ dội như siêu tân tinh và các lỗ đen. Nghiên cứu về neutrino đã mang lại những phát hiện đáng kể. Năm 1987, vụ nổ siêu tân tinh SN1987A trong dải ngân hà phát ra một lượng lớn neutrino. Trên trái đất, các máy dò neutrino đã ghi nhận hàng chục hạt từ sự kiện này, mang theo thông tin về lõi sao ngay trước khi nó sụp đổ, giúp các nhà khoa học hiểu sâu hơn về quá trình chết của các ngôi sao lớn. Ngày nay, neutrino được ví như những sứ giả vũ trụ, vì khả năng đi xuyên qua hầu hết mọi loại vật chất. Chúng có thể truyền tải thông tin từ những vùng vũ trụ mà ánh sáng hoặc các bức xạ khác không thể thoát ra, như các lỗ đen hoạt động, sự hợp nhất của sao neutron và các khu vực hình thành cụm thiên hà. Những hạt này mang theo dấu vết từ thời kỳ sơ khai của vũ trụ, giúp con người mở rộng hiểu biết về cấu trúc và sự tiến hóa của vũ trụ từ thời kỳ ngay sau vụ nổ Big Bang. Khi vụ nổ Big Bang tạo ra vũ trụ cách đây 13,8 tỷ năm, lý thuyết cho rằng lượng vật chất và phản vật chất sinh ra phải bằng nhau. Tuy nhiên, thực tế cho thấy vũ trụ ngày nay gần như hoàn toàn được tạo thành từ vật chất, với rất ít dấu hiệu của phản vật chất. Điều này đã đặt ra một trong những câu hỏi lớn nhất của vật lý học. Tại sao lại có sự chênh lệch lớn như vậy? Điều gì đã xảy ra với phần lớn phản vật chất ban đầu? Neutrino và antineutrino, dù là những hạt cực kỳ khó nắm bắt, lại đóng vai trò quan trọng trong việc giải đáp câu hỏi này. Một số giả thuyết cho rằng neutrino có thể là hạt Majorana, một loại hạt đặc biệt mà chính nó cũng là phần hạt của mình. Nếu giả thuyết này được chứng minh, nó có thể giúp lý giải sự bất cân xứng giữa vật chất và phản vật chất trong vũ trụ. Theo lý thuyết, nếu neutrino và antineutrino có một sự mất cân đối nhỏ trong quá trình tương tác, chúng có thể đã góp phần làm cho vật chất chiếm ưu thế hơn phản vật chất trong quá trình tiến hóa ban đầu của vũ trụ. Các nhà khoa học đang nỗ lực tìm kiếm bằng chứng về sự tồn tại của hạt Majorana bằng cách nghiên cứu hiện tượng hiếm gặp gọi là phân rã beta kép không phát ra neutrino. Nếu được phát hiện, hiện tượng này sẽ mở ra một hướng đi hoàn toàn mới trong việc hiểu rõ nguồn gốc của vật chất và có thể giúp lý giải vì sao chúng ta tồn tại trong một vũ trụ đầy vật chất thay vì hỗn hợp cân bằng giữa vật chất và phản vật chất. Các thiết bị dò tìm neutrino ngày càng được cải tiến và các dự án lớn như Hyper Kamio Kande ở Nhật Bản và Juno ở Trung Quốc hứa hẹn sẽ mở rộng khả năng quan sát và thu thập dữ liệu về neutrino và antineutrino từ mặt trời cũng như các hiện tượng vũ trụ khác. Ngoài ra, các nhà khoa học đang tập trung vào việc khám phá thêm về neutrino, nguyên thủy những hạt được cho là đã tồn tại ngay từ thời điểm đầu tiên của vũ trụ sau Big Bang. Bằng cách hiểu rõ hơn về neutrino nguyên thủy, các nhà nghiên cứu hy vọng sẽ tìm ra manh mối về điều kiện của vũ trụ thời kỳ đầu và cách các cấu trúc vũ trụ lớn như thiên hà và cụm thiên hà hình thành. Một phương diện khác đang được xem xét là neutrino năng lượng cao từ các hiện tượng vũ trụ cực đoan như lỗ đen siêu lớn và vụ nổ gamma. Các nghiên cứu này không chỉ giúp khám phá các nguồn năng lượng cao trong vũ trụ, mà còn có thể tiết lộ nhiều về bản chất và cấu trúc không gian xung quanh những đối tượng vũ trụ cực kỳ mạnh mẽ này. Vậy là chúng ta đã cùng nhau khám phá một hành trình đầy kỳ bí và bất ngờ, từ những hạt vô hình như neutrino và antineutrino, những thông điệp đến từ mặt trời, cho đến các hiện tượng vũ trụ khổng lồ mà chúng ta khó lòng nhìn thấy bằng mắt thường. Những hạt này, mặc dù cực kỳ nhỏ bé và dễ dàng xuyên qua cơ thể chúng ta mỗi giây, lại mang trong mình những thông tin vô giá về quá trình hình thành và tiến hóa của vũ trụ. Chính nhờ nghiên cứu những hạt này, các nhà khoa học đã có thể mở rộng hiểu biết về sự hình thành các thiên hà, ngôi sao và thậm chí là sự bất đối xứng giữa vật chất và phản vật chất, câu hỏi làm nền tảng cho sự tồn tại của chính chúng ta trong vũ trụ này. Kitten rất vui vì bạn đã cùng mình khám phá câu chuyện kỳ diệu này trên Kitten Explorer. Đừng quên nhận đăng ký và bắt chuông thông báo để không bỏ lỡ những hành trình khám phá vũ trụ tiếp theo. Cùng nhau, chúng ta sẽ tiếp tục tìm kiếm những bí ẩn mới trong vũ trụ và khám phá thêm nhiều điều thú vị mà khoa học mang lại. Cảm ơn bạn đã theo dõi video này. Đừng quên chia sẻ video nếu bạn thấy nó hữu ích. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những chuyện phiêu lưu tiếp theo.